Em là Nguyễn Hà Duy, em sinh năm 2004 và em đến từ Hà Nội ạ. Em hiện tại thì em vừa tốt nghiệp trường cấp 3 chuyên là nội Amsterdam, em học chuyên toán ạ. Hiện tại thì em đỗ trường Ecole Polytechnic hệ cử nhân ạ. Hiện tại thì em đã có chứng chỉ của cả hai ngôn ngữ là Anh và Pháp. Tiếng Anh thì em có IELTS và Pháp thì em thi TCF. IELTS của em là 8.0, TCF thì em được B2. Thì trung bình của em thì tầm 9.0 đến 9.6 ạ. Em có giải quốc gia môn tin, giải quốc tế môn toán mô hình ở kỳ thi của Duyên Hải ở các trường chuyên khu vực Duyên Hải Đồng bằng Bắc Bộ. Em biết đến du học Pháp rất lâu rồi. Từ hồi đầu lớp 10 em đã thấy các anh trường em đa phần là các anh lớp toán thì sau khi học xong cấp 3 sẽ đi vào trường X. Thật ra khóa nào cũng có khoảng từ 2 đến 3 anh thì em cũng biết về trường này rất là lâu rồi. Nói chung em biết đây là một trường rất là tốt và du học Pháp thì nói chung cũng rất là tốt. Lớp 10 em phân vân, em bắt đầu đi học SAT để em mục tiêu ban đầu em đi Mỹ. Tuy nhiên thì đến giữa năm lớp 11 thì em bắt đầu có ý định thay đổi. Thì lý do đầu tiên là em thấy là du học Mỹ nó cái ngành mà em định học nó rất là cạnh tranh. Em đi học ngành khoa máy tính, thật ra không phải nói là cạnh tranh thì ta đi Pháp nó cũng rất là cạnh tranh, nhưng mà cái ngành đấy ở Mỹ nó về kinh tế nó rất là cạnh tranh, vì là nguyên ngành đấy thì nó sẽ cho rất là ít và nó thường đánh giá những hồ sơ của những cái đứa mà được trả có thể trả đóng góp nhiều hơn, nó sẽ đánh giá cao hơn. Thì em biết đến VFE. Hồi xưa thì em học cùng bạn Cao Hưng, là cũng là một học viên của VFE và bạn ấy là bạn chơi rất là thân với em ngày xưa. Thì đến giữa lớp 11 thì em có nói chuyện với bạn đấy, cả mẹ em cũng nói chuyện với mẹ bạn đấy, thì mẹ bạn ấy mới tư vấn cho em là đi Pháp là đã dẫn em đến VFE. Ở đấy thì em được gặp chị Việt Anh và rất nhiều những chị rất là vui tính và đáng yêu khác. Rất nhiều bước đầu tiên là phải học tiếng Pháp, bởi vì kể cả có theo chương trình tiếng Anh thì tiếng Pháp vẫn là rất quan trọng. Bởi vì theo em biết là bên Pháp thì người ta sẽ rất là ưa những người mà biết tiếng Pháp, và khi mà mình đi ra ngoài thì tất nhiên là phải dùng tiếng Pháp để giao tiếp rồi. Thì đấy là bước đầu tiên. Bước thứ hai thì hồ sơ các thứ, thì em nghĩ là ở trong quá trình học cấp 3 của em thì em đã tham gia rất là nhiều cuộc thi, đạt được nhiều giải, nó vẫn giữ vai trò rất là quan trọng trong hồ sơ của em. Tiếp đến là phải học về văn hóa Pháp. Em đã tham gia lớp học tiếng Pháp của cô Hà và rất là may mắn là cô có rất nhiều kinh nghiệm sống ở Pháp, nên là mỗi buổi học thì cô đều dành rất là nhiều thời gian để ngoài việc giảng dạy thì cô còn nói thêm cho em những kinh nghiệm, những cái văn hóa của Pháp rất là hữu ích, em vẫn nhớ rất là nhiều để mai sau này có thể áp dụng. Có, sau khi mà em quen chị Việt Anh thì chị đã tư vấn cho em là mở mang rất là nhiều, để em khiến em biết là không chỉ có trường X trường tốt, nhưng ngoài X ra có trường INSA cũng là một trường rất là đỉnh của Pháp. Chị học sinh kiểu rất là giỏi và điểm trung bình trên lớp rất là cao, có thể đỗ được. Thì mục tiêu của em đó là hai trường là INSA và X. Thì em apply vào INSA hồi tháng 2, lúc đầu cũng hơi hoang mang vì điểm hóa em rất là thấp, điểm hóa của em là 7.3. Tuy nhiên thì đến tháng 3 thì có kết quả thì em thấy rất là vui, bởi vì đỗ trường INSA. Sau đó thì apply vào X thì em có thêm động lực để em quyết tâm hơn, và cuối cùng dù phỏng vấn hơi không được như ý lắm nhưng mà em vẫn đỗ vào X. Thì để nộp hồ sơ vào X thì phải trải qua hai vòng. Vòng đầu tiên là vòng hồ sơ, có 3 kỳ để nộp hồ sơ, thì em nộp vào đợt cuối là từ tháng 22 tháng 2 đến 28 tháng 3. Nộp hồ sơ và được duyệt qua vòng đấy thì sẽ là vòng phỏng vấn, thì mình sẽ phải trả lời những câu hỏi về toán và những câu hỏi phỏng vấn như bình thường, thì sau vòng đấy sẽ có kết quả chính thức. Hồ sơ của mình em sẽ phải có IELTS và điểm trung bình thì em nghĩ là phải từ 8.5 trở lên tất cả các môn. Mình qua vòng hồ sơ và vòng phỏng vấn mình thể hiện tốt, khả năng sẽ đỗ rất là cao. Hãy cân nhắc tất cả phương án, tất cả mỗi nước nó đều có cái lợi và cái không lợi lắm. Cái đầu tiên vẫn là phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa quyết định. Và lời khuyên thứ hai, bây giờ em sẽ khuyên bạn đi học Pháp, bởi vì em cũng sắp sửa đi Pháp. Anh nghĩ là bạn nên chọn VFE bởi vì đây là trung tâm uy tín bậc nhất. Ở đây có rất nhiều con người rất là dễ thương, đáng yêu, như là chị Việt Anh này. Ngoài chị Việt Anh ra thì trong quá trình làm hồ sơ VFE thì em còn quen được rất nhiều bạn mới như bạn Hưng ở đây, và cũng được nói chuyện nhiều hơn với những bạn mình đã từng quen. Fueled by love to see the hurt.